Alo la, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với channel của mình là Lộc Sudoku đây. Hôm nay Lộc sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.13.2 nha các bạn. Ở trong tập trước Lộc đã xuống được cái NCT và làm cái máy farm Enderman các bạn, và kiếm được khá là nhiều ngọc Ender luôn. Ok, trong tập hôm nay Lộc sẽ đi bắt mấy em gấu và bắt cực về. Nhưng mà trước tiên Lộc sẽ đi lấy than để mình đập ra rồi trao đổi với mấy anh nhân làng tìm lại cái giáp các bạn. Hôm qua làm cái máy farm Enderman đấy, mình sơ ý làm rớt cái giáp xuống Devoid rồi. Rồi giờ mình lấy một ít than thôi. Đấy, rồi đập ra. Tại vì mình có cái cúp gia tài 3 thì phải. Cúp gia tài 3 mình cắt ở nhà hay sao ấy. Để mình xem coi. Gia tài 3 đây. Cúp gia tài 3 đây. Đấy, mình sẽ dùng cái cúp này để mình đập hết chỗ than này nha. Đấy, tầm 2 stack thôi các bạn. Với gia tài 3 mình dự đoán là sẽ tầm 4 stack ấy. Nếu mình đập hết sẽ được cỡ khoảng 4 stack các bạn. Rùa thì tới giờ nó vẫn chưa nở này, tại vì có rài mình đi xuống đi end với không có thức khuya ấy, cho nên nó không có nở các bạn à. Các bạn có chỉ là dùng cái da với cái phantom, cánh phantom vậy để sửa cái cánh cứng, nhưng mà mình chưa kịp AFK để cho nó sao ta, đúng 3 hôm ấy. Đấy, để tập khác mình sẽ ngồi AFK tầm 3 hôm để cho nó spawn ngay mấy con đó nha. Đấy, giờ đặt hết ra đi. Nó cao chưa này. Rồi giờ mình sẽ cố gắng đặt hết chỗ này đi. Cái này là than thôi, cái này phải kim cương thì tuyệt biết mấy luôn các bạn. Rồi dùng cúp gia tài đó, gia tài 3 này đặt hết ra. Ui sợ ơi. Cái này chắc tầm 4 sắc các bạn, tại vì một cục này mình đào ra có khi được tới 3 cục đó, một khối ấy đó, cho nên tha hồ mà trao đổi mấy anh thủ dân làng luôn. Thủ thư thì mình chưa tìm được mấy anh thủ thư có sách mending nữa các bạn. Hình như mấy anh đó hơi khó ra thì phải. Đấy, mình làm có buổi trời nhưng mà vẫn chưa ra được anh thủ thư nào có mending hết. Toàn là mấy anh đổi bản đồ thôi. Mà không sao đâu, mấy anh đó thì từ từ Lộc sẽ như đi khám phá ấy, cho nên cần rất là nhiều bản đồ luôn. Rồi. Đấy, nãy giờ được hơn 2 stack rồi đấy. Đó. Về chưa. Và mình còn chưa có mấy cái dụng cụ dòng mending nữa các bạn. Bữa kia đi mà không có tìm được mấy cái đồ mending đây, chỉ có mấy cái giáp thôi, mà giáp này giáp sắt mending cho nên mình cũng không có dùng đâu, mình chỉ lấy về cái như trang trí thôi. Đấy, sắp tới làm ít cái giá đây đồ ấy, rồi máng nó lên thôi. Rồi vậy nãy giờ khá là nhiều đấy, kìa nó gớt dưới đất quá trời kìa các bạn. Rồi đào ra búp xong. Mình đoán xem nha, hơn 4 stack các bạn, tầm 5 6 stack ấy. 1 2 3 4 5. Đúng 5 stack luôn các bạn. Phải thật. Rồi. Giờ trao đổi với anh thôi. Để coi anh đây. Trong gian offline mình cũng có ngồi chay với anh này. Đấy, nhưng mà anh này đổi công cụ đó các bạn. Anh này làm giáp này. Rồi, đổi anh này đi. 21 than hả? Cũng khá là mắc ấy. Lùm ơi. Đó, anh reset rồi đấy. Nó được giáp sắt này. Dùng sắt đúng không? Đó, một cục nữa. Đấy, mình sắp tới MR mình không sợ thiếu đâu các bạn, tại vì mình có mấy anh nhân làng này này. Bảo vệ hả? Có nên đổi với anh này không ta? Ok luôn, chắc vô mình lấy một ít MR mình đổi với ảnh luôn đi các bạn. Tại vì MR mình không có thiếu đâu. Đấy, thoải mái đi. Tại vì giờ mình dùng kim cương chế tạo giáp thì hơi phí á các bạn, thì mình có mấy nhân làng này nè, sẵn tiện dùng luôn. Đấy, chứ để không cũng đâu có làm gì đâu đúng không? Đó, giờ lấy MR ra. Mình còn tổng cộng là được có mười mấy cái à. Đây còn nữa này. Rồi, dư sức đổi rồi. Mà mình ngủ cái đó. Đấy, à không cần ngủ đâu. Tập này mình sẽ kiểu như thức đúng 3 đêm đó các bạn, để cho nó spawn ra cái con gì ta, con phantom ấy. Đấy, để cho các bạn xem nha, mình cũng chưa biết con đó ra sao nữa. Đấy, đó giờ mình chưa gặp ấy. Rồi anh nãy đâu, anh làm giáp. Có nên đổi với anh thử với anh khác không ta, biết đâu lại ra cái giáp ngon hơn sao đúng không các bạn. Rồi giờ đổi thêm anh khác đi, nhìn xung quanh được để không thôi nó có con Reaper nó nổ sau lưng là toi các bạn. 8 sắt này vậy mà ảnh hơi ồn ấy. Rồi tiếp tục. Rồi xét này. Bảo vệ coi lửa hả? Bảo vệ coi lửa chưa, đổi thêm một anh nữa. Giờ quá trời anh nhân làng này. Anh kia thì kiểu như
ảnh mấy anh kia đẻ gần khu này này, cái nó lọt ra ngoài các bạn đấy, cho nên giờ ảnh ra ngoài luôn. Kệ đi, làm giáp này. Anh này nãy mới đổi rồi, tiếp theo là anh này đi, anh này đổi khá là rẻ luôn các bạn, có 17 than thôi đấy. Rồi đấy, tiếp theo là đổi sắt này, 9 sắt hả, ok luôn. Sắt với than giờ mình quá là dài, quá là nhiều luôn rồi đấy. Mình sẽ tiếp bảo vệ một, ui toàn giáp cùi thôi, đó lại hiện trái tim nữa rồi. Kiếm anh khác ơi, anh này chưa này đấy, mình sẽ đổi gần hết mấy anh này luôn. Hình như có thể đổi thêm mấy cái món khác ngoài giáp nữa các bạn, kiểu như nón hay giày vậy. Đó, tiếp theo là sắt, búp xong đó, bảo vệ khỏi lửa. Ôm nhiều anh đổ rồi, bảo vệ khỏi lửa nha. Anh này 16 này, vậy than thì chỗ cái lò nung các bạn, mình sẽ dùng kiểu như củi lên, đốt lên để làm than củi cho nó tiết kiệm mấy các bạn à. Mấy cái này dùng để trây với anh nhân làng này thôi. Vậy đó, xét lên ơi. Đó, xong bảo vệ một, ô toàn là giáp cùi mía à. Nãy thấy có anh nào bảo vệ không bật được bắn đâu ta, bảo vệ khỏi lửa chứ. Chầm hỏng này, bảo vệ khỏi lửa đâu ta. Mình cần cái đồ đó các bạn, nhiều khi rớt xuống lava ấy. Đâu rồi, nông dân này. Ô nãy giờ mình mới thấy anh nông dân luôn ấy, bảo vệ một này. Ủa anh nãy đâu nhờ, ở đây rồi, để vô, bảo vệ khỏi lửa. Vậy kệ, vòng một cũng không sao đó các bạn. Vậy đó, giờ là full giáp rồi. Vậy xong, đi ra giờ mình làm cái thiền, đi qua chỗ mấy con gì ta, không có bất cực các bạn, nhưng mà giờ mình phải chế thuốc nhìn trong bóng đêm đó để các bạn dễ nhìn ấy, tại giờ mình muốn thức đủ 3 đêm để nó spawn ra cái con phantom vậy. Rồi giờ vô chế thuốc nhìn trong bóng đêm thôi. Rồi ok, mình đã chế thuốc xong rồi. Đấy, giờ mình sẽ đem ít mũi tên đi. Mình hết mũi tên luôn rồi, kệ sao đâu, gặp skeleton đánh kiếm mũi tên cũng được các bạn. Dỗ một bình vô đó, để sáng chân luôn để các bạn dễ nhìn đây. Mày hả, mày hả nhện gì quá trời anh nhân làng rồi này. Rồi giờ đi thôi. Nãy có anh ở ngoài này thôi. Đừng nói bị anh zombie xử rồi nha. Thôi đi thôi. No. Mày hả, kiểu như mấy anh nhân làng sợ các bạn. Mấy anh chạy quá trời kìa. Rồi giờ mình đi về hướng bên đây này, bữa hổm mình gặp hai con gấu bất cực luôn. Rồi đi thôi. Ok, mình đã tìm thấy em gấu bữa hổm này. Giờ em vẫn ngồi đây các bạn, nhìn tội nghiệp quá. Ok, giờ mình sẽ bắt em về nha. Rồi đi xuống. Vậy lên em ơi. Nó kêu các bạn, cho nó xuống nước không? Thôi kệ đi, để em bờ. Đó, rồi. quên đó, mình còn phải lấy băng nữa các bạn, mình còn xây nhà cho nó nữa đây. Đó, rồi lấy cấp ra. Rồi lấy băng. Lấy hết chỗ băng này về luôn. Đấy, ngoài cái băng thường này mình còn lấy thêm băng nén nữa các bạn. Để xây cho em một cái kiểu như cái nhà mà cái gì ấy. Đó, cũng đơn giản thôi. Không mình không biết xây nhà cho gấu sao, nhưng mà thôi kệ đi. Đấy, miễn cho em có chỗ kiểu như bảo vệ em khỏi mấy con zombie là được rồi. Không biết mấy con zombie có đánh gấu không nhờ, mấy bạn nào biết thì nhớ comment chỉ lọc nha. Tại làm sợ nếu không xây thì nó sẽ bị mấy con zombie đánh các kiểu ấy. Đó, cho nên phải xây cho nó một cái ngôi nhà đó các bạn. Rồi ra. Mình có khá là nhiều băng này. Đây thì một số băng nén nữa là được rồi đấy. Ôi trời, cúp đào mấy cái băng này nhanh thật các bạn. Đó, được công thức gì nữa kìa. Được công thức cái băng gì màu xanh đó ta, kiểu như nó đậm hơn đó các bạn. Rồi lấy hết. Ui trời. Nghe giống như tiếng thủy kinh vỡ gì đó các bạn. Vậy lấy hết về. Yep. Rồi ok, mình lượm hết chỗ này rồi mình quay trở về thôi các bạn. Còn phía bên kia còn một em gấu kiểu như đứng trên cái đảo băng như này. Đấy, chút mình sẽ bắt về luôn cho mẹ em có đôi có cặp đó các bạn. Ok, mình sẽ đào hết chỗ này rồi đưa em về nha. Ok, cảm ơn. Mình đã chơi về nhà đây. Đấy.
À, mình dự định sẽ làm cho ẻm một cái nhà ngay đây nè các bạn, tại vì gấu nó bất cực chịu chỗ lạnh đây đó, cho nên mình sẽ làm một cái nhà cho ẻm ở đây nha. Đấy, tạm thời thì lắp lại đi đó, mở rộng cái đảo này ra. À mà không, giờ mình phải kiểu như sao ta, chứ còn bển rước thêm một em nữa mới được đấy, tại vì giờ có một em thôi đó, giờ rước thêm một em nữa đi rồi mình sẽ xây một thể luôn nha các bạn. Ok, hẹn gặp lại các bạn khi mà mình qua tới cái đảo bên kia nha, đảo mà có em gấu nè. Ok, let's go. Ồ, ở đây có cái băng lạ nè các bạn. Đấy, cái băng này hình như giống như cái băng mà trong công thức hồi nãy nó hiện ra ấy. Để mình đào thử coi nó là cái gì nha. À, mà giờ mình phải cắt ít đồ cái đây. Cắt này đi. Và cắt gì đây, cắt gì đây. Cắt ngọc Ender đi. Đó. Rồi. Lấy cúp mềm mại ra đào. Đây. Yep. Mình sẽ đào thử cái băng này băng gì nha. Băng xanh. Cái này là băng xanh nha các bạn. À, kiểu như nó cứng hơn hay sao ấy, mình thấy đào nó hơi lâu nè. Wow. Ở đó có con zombie kìa, skeleton luôn. Skeleton mở dưới nước các bạn. Oh my god. Rồi mình sẽ đào thêm một ít đi. Đấy, để về trang trí cái chỗ ở của mấy con gấu ấy. Đấy, nhìn băng này cũng khá đẹp luôn. Đây. Rồi. Bên đây cũng là cái chỗ băng này, bữa hôm mình gặp một em gấu bên đây này. Đâu ta, đâu ta. Ok, để đi xa thêm chút coi. Nhớ rõ ràng là bên đây mà ta. Đâu, gấu ơi, gấu à. Đây, 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 đây. Đấy, em đứng đây nè các bạn. Rồi, chờ cứ em thôi. Vậy. Mà cái vụ bể cá mình nói ở đầu series ấy, mình sẽ làm nha, nhưng mà không phải tập này đâu các bạn. Cái này có gấu con nữa à. Oh man. Sao ta? Không, mình để gấu mẹ lại đi, mình bắt gấu con đi. Oh no 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 no. Kiểu như nó đi theo gấu mẹ thôi các bạn à. Vậy mình bắt hai mẹ con nó về luôn cũng được. Để cho thành gia đình gấu các bạn. Rồi mình sẽ bắt làm thêm một cái thuyền đi. Đó. Rồi. Ui ui ui. Bây giờ sao mình lôi nó về? Không được. Ui ui nó quýnh. Ui no, 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 không được các bạn ơi. Gấu mẹ nó bảo vệ con của nó ấy. Giờ mình sẽ bỏ thịt chim đi. Bỏ 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 à bỏ qua. Ui xin lỗi xin lỗi. Ui ui da 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 da. Chạy 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 chạy. Ui. Nó dí kìa. Ui. Bỏ 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 bỏ. Kiểu như nó bảo vệ con của nó các bạn. Wow. Oh my gosh. Holy. Nó đánh đau cực cơ mà. Mình sẽ đào thêm một ít băng nữa. Đấy, ở mình đào khá là ít băng thường các bạn. Giờ sẵn tiện đào thêm ít đi. Đấy, một ít thôi. Yep. Rồi, giờ đi tiếp. May thật, mình chạy kịp đấy. Không thôi nó quánh ngõm thật đó các bạn. Quánh đau dữ lắm luôn. Đấy, mình mặc đồ kim cương mà đánh lần hình như là 1.5 tim thì phải. Oh my gosh. Cái đảo thôi. Wow, đây có con thuyền. Khám phá luôn. Đấy, kiếm thêm bản đồ kho báu các bạn. Không gà mình cũng lười đi khám phá nữa. Đây 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 có cái rương này. Quần bảo vệ có lửa. Có cái rương à. Còn đây là gì đây? À, vậy mình lấy cái đèn biển vậy các bạn. Có con zombie chết đuối kìa. Cái gì vậy? Gì á gì á? Mày có, mày có. Tự nhiên bị giật máu liên tục luôn bạn. What the hell? Mình sẽ giục đi đây, giục cái đuốc đi. Đó, cái đuốc mình không cần đâu. Cái rương đây cũng đồ cùi thôi các mà, cho nên không cần phải lấy đâu. Rồi, đặt xuống. Bắt cô. Siêu. Ok, mình sẽ thử đi xung quanh khu này coi. Đấy, biết đâu được lại gặp con gấu bất cực thì sao. Tại vì khu này khá là nhầm. Khu này khá là rộng á các bạn. Đấy, mình thích mấy khu rộng như này, nó dễ tìm. Mấy con nhỏ mình sợ không có ấy. Kìa kìa kìa. Đây ba con luôn. Oh my god. Không tìm thấy thôi, tìm thấy lần ba con luôn. Chắc mình bắt con kia đi. Tại con kia sống của mình à. Hai con này nó có đôi có cặp đó các bạn. Đấy. Cho nên không nên chia rẽ bọn nó đâu. Đó có con nữa kìa. Nhưng mà mình bắt con này đi. Vậy hai con này ở chung rồi phải không? Ok, bắt con kia. Kiểu như con nào đang FA là mình cho nó về sống chung với con nãy các bạn. Vậy.
Đấy. Người tốt là đây chứ đâu. Rồi. Ơ, đó có con kìa. Thôi mà bắt con này đi, tại con này gần đó các bạn. Uống thuốc vô để các bạn dễ nhìn nha. Rồi, sáng chân luôn. Rồi đi em ơi. À, các bạn chỉ là bị cái thuyền là bị lỗi rồi. Các bạn chỉ là kiểu như bị lắc mấy cái thuyền ấy, đặt cái bạn chế tạo xuống nhấp vô là được, nhưng mà giờ mình không đặt được block này. Đấy, đặt block nó không ấy ra luôn này. Ok, hẹn lại các bạn khi mình vô game lại nha. Ok, mình đã vô game lại rồi đây. Phải thật, phiên bản này đang bị lỗi cái thuyền á các bạn. Đấy, đặt cái thuyền vô nó tự mất luôn. Ở dưới khá là thấp kìa. Ơ, kim cương. Holy. Vô tình làm được kim cương các bạn. Rồi, F3 lên. Đấy, tọa độ ở góc bên trái các bạn. Bạn nào cần thì xuống đây đào nha. Ồ, kim cương free. Holy. Cấp da mềm mại đâu. Đây. Bắt đầu ra. Bắt kim cương rồi. Đây. Đấy. Mai mà mình để ý đấy, thôi là không có kim cương mang về rồi. Giờ mình sẽ dục gì đây. Đấy, cái này có slot này. U 8 cục luôn. Ô, 7 cục à. Làm sao? Có vàng nữa này. Ok, vàng lấy vàng luôn cũng được. Nhưng mà mình full slot rồi, dục chỉ. Rồi. Đây, đi lên. Đấy. Có gì chứ. Ở đó có vàng nữa kìa. Đây khá là rộng luôn nha các bạn. Đấy. May mắn thật. Rồi, giờ mình đào ít cục vàng này về luôn thôi. Ok, mình đã lên bờ rồi. Rồi đặt xuống. Đó, hợp lý này. Thế lên em ơi. Đấy các bạn thấy, đó. Rồi. Đấy, thấy cái thuyền đi. Như chụp ba tên luôn các bạn. Ui. Đấy, lý do mà mình nói là cần cái thuyền đặt. Ủa, cần băng đặt ở dưới cái chỗ Nether ấy. Ủa gì? Đúng rồi, dưới Nether các bạn, để cho nó di chuyển nhanh hơn ấy. Mà bữa đó mình quên đào băng rồi, nhưng mà không sao đâu. Giờ thì chở em về thôi. Bé gấu kìa. Kiểu như bé gấu bự quá các bạn. Đấy, muốn không vừa cái thuyền luôn này. Ok, giờ mình sẽ chở bé gấu về nha. Ok, mình đã chở bé gấu về rồi. À, bé gấu kia đang nhìn kìa, mày có bạn mới rồi. Đấy, yên tâm. Đấy, hai con đang nhìn nhau. Thôi xuống. Chắc mình xây cho nhà cho nó luôn đi các bạn. Mình không ngủ đâu, mình phải thức đủ 3 ngày các bạn, chỉ là đủ 3 ngày nó mới spawn ra cái con cái gì Phantom nữa các bạn. Rồi mình sẽ bắt đầu xây nha. Mở rộng cái đảo này ra nè. Chậm nước này chứ, không phải cái đảo. Mềm mại đây. Rồi. Mở rộng ra. Thì mình không đập cái thuyền ra đâu, để mấy em ngồi chảnh đi, để mình dễ xây ấy. Đó. Vậy. Cái băng này khá là mềm đó các bạn. Click chuột là nó tự động bể à. Đấy, không cần phải như đè đâu. Rồi. Dạ hơi khó đặt chút. Thì ra nó dướng cái ở dưới. Thảo nào. Rồi, mở rộng ra. Búp. Rồi, đẩy em ra chút coi nè. Rồi, ăn vào đây đi. Một tí nữa mình sẽ nấu mấy cái này lên nè các bạn, để có thể grab được cái khối vậy. Hôm bữa mình có nhìn vô công thức mình thấy có cái block gì các bạn. Từ cái tàu bè vậy này. Đó, đập ra. Rồi. Đấy, mấy em sống ngoài đảo, giờ mình cũng làm cho em kiểu như cái đảo nhân tạo đi các bạn. Mình định làm ngoài kia cơ, nhưng mà mình không biết làm cái hình tròn ấy. Có nên làm ngoài kia không ta? Ok luôn. Kệ, giờ mình thử làm ngoài kia luôn đi các bạn. Ngoài giữa biển này này. Đấy, biết đâu lại đẹp thì sao, đúng không? Nhưng mà trước tiên mình cần phải đây có block sẵn này, có cái kiểu như có cái gì ấy mình mới đặt block ở phía trên nữa các bạn. Đó, kiểu như này. Đó. Rồi. Theo là mở rộng cái đảo này ra thôi. Đảo đâu nữa ta? Ở đây còn miếng này. Mình vét hết chỗ băng này luôn đi các bạn. Để từ từ nó cũng tự đóng lại thôi. Đấy, mình nghĩ là vậy á. Nếu cái này không đáp ứng đủ ấy, mình sẽ tìm cách farm băng nhiều hơn. Đấy. Tại vì khu mình gần cái vùng lạnh nè, băng nó cũng dễ thôi. Rồi, đặt hết. Phải chú ý kỳ cấp nha các bạn. Đấy, không lấy một hồi là nó bể hồi nào không hay á. Rồi, đấy,
Mấy cái block băng hình như nó không có nổi thì phải, mà thấy nó à nó cũng có nổi nhưng mà nó nổi chậm các bạn. À, mình cứ tưởng nó không nổi cơ, tại vì mỗi lần mình đào xong ấy phải nhảy xuống mình lụm khá là mất thời gian luôn. À, đây à, còn đâu không ta? À, đây 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 còn khá là nhiều này. À, nó bị chìm ở dưới đáy luôn chứ. À, ủa đây còn quá trời này. Cúp mình còn có 200 độ bền thôi các bạn. Đấy, phải cẩn thận mới được. Tại vì đào mấy cái này nó nhanh lắm, bể nào không hay đâu. Rồi. À, ở dưới còn bị kẹt này. Oh. Wow. Rồi, ra xe tiếp thôi. Đấy. Đấy, con gấu này đang nhìn cái nhà mới của nó nè. Ok, ra xe tiếp. Mình thấy là một hồi cái đảo nó hơi méo cơ mà. Không sao đâu, không cần nhất thiết cái đảo tròn đâu các bạn. Đấy, kiểu như nó hình cầu là được rồi. À không, nó gần giống hình tròn thôi chứ không phải hình cầu nha các bạn. Mình nói nhầm ấy. Rồi này đào ra. Ui. Oh my god. Rồi, đi lên. Rồi đặt băng lại. Rồi. Tiếp theo là mình xây cái kiểu như cái tường đó các bạn. Đó. Cái tường mình dùng băng nén với cái băng xanh thôi. Đấy, chỉ dùng hai loại băng này để trang trí thêm ấy. Đó, đặt lên. Băng kia vô luôn. Chủ yếu là băng nén nha các bạn. Đấy, mình làm kiểu random thôi. À, cái này đập ra không ta? Ok, đặt vậy đi. Rồi. Cái gì là hợp lý này? Cái này lên 2 ô, cái này xuống 1 ô và lên đây. Yep. Ờ mà không được, làm gì thì nó có thể đi ra đó các bạn. Đập ra luôn. Ơ, à, mình đào, à, mình đào lộn cúp. Giờ không được đào lộn cúp các bạn. Đào lộn cúp một hồi mình không đủ băng á. Tại mình có khá là ít băng này. Bây giờ đặt vòng quanh xung quanh đi. Đó. Không, mình còn có 3 cục này. Rồi, tiếp theo là ồ, mình phải đi lấy băng á. Mình phải lấy băng thêm rồi các bạn à. Chứ như đây băng không đủ làm rồi. Đấy. Chắc mình phải đi lấy băng thêm quá. Ok, giờ mình sẽ đi lấy băng thêm nha. Ok, cảm ơn. Mình đã đào được một ít cái băng vậy rồi. Cúp mình cũng còn có mấy đồ bền thôi. Giờ mình vô mình chế một ít thuốc cái nhìn trong bóng tối ấy, để các bạn dễ xem nè. Và đêm nay là đêm thứ 3 nè các bạn. Đấy, không biết có spawn cái con phantom gì không nữa. Ok, giờ mình vô mình chế thuốc thôi. Ồ, mấy anh skeleton meme, mấy anh dân làng kìa. Ăn vô cái đã. Nhầm. Ồ, Ripper các kiểu luôn. Yeah, đây là cơ hội cái cung tỏa sáng nè các bạn. Mày hả mày? Ơ. Mày hả mày? Boom. Đấy. Mày hả Ripper? Mày. Vậy. Mình rất ít khi dùng cung các bạn. Hay rồi tới skeleton này. Mày một hit một. Mày hai hit. Con đó có giáp các bạn à. Rồi cũng chết rồi. Lần đầu mình quấn mà nó gớt ra cái gì ta. Cái dài ấy. Rồi ok. Ở đây còn con này. Xử tử mày luôn. Đây. Xương mà không cần đâu. Mình có cái farm xương rồi các bạn à. Giờ mình sẽ đi sao ta. Chế thuốc nha. Đấy, cần cà rốt vàng đúng không. Ba cái chai cắt vô đây đi. Đó, rồi à, cắt mấy cái quặng nữa. Quặng kim cương này. À, quặng này mình để nhà đi, đem theo nó hơi chặt cái slot đó các bạn. Rồi. Đập bi rồi, hả? Rồi, chế tạo cà rốt vàng thôi. Rồi, ok, thuốc đã xong rồi. Giờ mình sẽ cắt bớt than đã, nãy giờ hàng gì nó hơi chặt quá rồi, mình đem quá trời than theo mà. Rồi, ok, tiếp tục. Đấy. Ừ, có vẻ chắc ngày mai nó mới ui. Oh my god. Mày hù tao hả mày? Hù tao này. Hết hồn mà. Quấn mày. Vài mấy chục mét luôn. Rồi uống vô. Trông thấy con phantom ta, chắc ngày mai nó mới spawn các bạn. Mình thức được 3 đêm rồi. Đấy. Boom. Mày này. Rồi tiếp tục xây thôi. Đó. Rồi dùng cái thuyền đâu. Rồi bơi ra ngoài. Đấy, cái cúp mình còn nhiêu ta? 38 độ bền các bạn. Đập 38 lần nữa là xong luôn đấy. Tí nữa mình sẽ chừa còn tầm 1-2 độ bền đấy. Mình vô mình sửa. Không thôi mất á. Rồi tiếp tục. Ui. Nó có bị giật gì khó chịu lắm các bạn. Rồi cái này đi lên làm ngẫu nhiên thôi.
cái này làm kiểu như cái cổng đó các bạn, chứ cũng có cái cổng đúng không? Đấy, rồi đào ra cái cổng mình làm bằng băng xanh này. Rồi cái này đào ra bớt miếng đi, còn 37 độ bền. 1, 2, 3 rồi băng xanh đúng không? Đây. Đấy, làm cái cổng như này đó. Rồi tương tự với mình đây, tương tự với đây thôi. Ra băng xanh các kiểu này, à không không không, băng này đúng, nó lên 4 ô. Rồi cái chưa, cái chưa, mình sẽ đặt sao cho nó đừng có kiểu như nhân tạo quá các bạn, kiểu tự nhiên nhất đây. Ui già vậy, đặt thêm một ít đi đó, gì là hợp lý này, vậy hợp lý búp búp bùm bùm này, vậy là ok đó. Rồi mấy cái trụ này mình sẽ làm cái trụ nó rộng rộng ra tí các bạn, đặt vô đây luôn. Bùm rồi ở đây và ở đây, ok đi, nhỏ nhỏ đi làm sao đó. Đó ok chưa, vậy ở đây mình sẽ đặt cái gì ta, cái gì để cho con gấu nó không đi ra được nhờ, chắc đặt hàng rào sắt đi các bạn. Đấy, mình thấy hàng rào sắt cũng khá là ok đấy, giờ mình sẽ đặt ở đây đi, trang trí thêm, trang trí thêm. Mình nghĩ mình sẽ làm một ít cái băng nén ở cái này đi. Đó. Rồi à không, làm cái như cái hồ nước riêng ở dưới này nè các bạn. Đó, cái gì này, búp rồi đó, cho mấy em nó có cái hồ ấy, kiểu chỗ uống nước đó các bạn. Rồi xong. Rồi mình sẽ đặt cái gì ta, thảo bẹ cái kiểu vô. Đấy, thả cá vô nữa. Rồi sẽ đặt đây là một ít cái băng nén này, băng nén băng này đủ thể loại băng vô luôn. Rồi băng nén đây, rồi mình hết rồi đó. Hết băng nén, hết băng xanh rồi. Rồi đặt vô. Mà băng xanh như có thể chế tạo không ta? Thử đặt băng chế tạo vô coi. Hồi nãy mình đây. À băng xanh còn có thể grab các mà. Mai mà mình nhớ đấy. À mà grab ít thiệt. 9 cục mà được có một block băng ấy thôi các bạn. Đấy, băng xanh thôi. Khá là mắc. Ở đây là băng thường đi. Để cho nó lành. Chạm hỏng đây. Đây đó. Búp băng xanh vô. Búp và búp. Đây. Rồi tiếp theo là đưa mấy em gấu vô thôi. Đấy, nãy giờ để mấy em ở ngoài này quá trời này. No. Rồi đi vô mấy em ơi, vô nhà mới nào. Đấy, tiếp theo mình còn phải đi nấu cái gì ta? Nấu tàu bẹ lên đó các bạn. Đấy. Rồi đi lên. Mình không biết cách để nhân giống mấy con gì ta, con gấu lên các bạn. Các bạn nào biết thì nhớ comment nha, chỉ Lộc nha. Đây là biết cách để kiểu như nhân giống cho nó đẻ con ấy. Đó. Càng đông càng vui mà. Rồi lên đây đi. Con tiếp theo. Vậy. Hình như mấy con này nó hơi bị nóng tính khi mà nó có con nhỏ các bạn. Đấy, cho nên các bạn lưu ý nha. Khi mà kiểu như có gấu mẹ ấy, là không nên đụng vào hay là gần cái con gấu con ấy, tại vì nó sẽ quánh các bạn ấy. Hồi nãy mình mới bị. Rồi đập ra. Rồi đi lên em ơi. Đấy, đây là nhà mới của các em đấy. Rồi hợp lý rồi. Tạm thời thì niêm phong đây đi, để cho mấy em đừng đi ra. Đó. Vậy em sao, ở đây mình làm gì luôn cũng được. Đấy, mình vẫn đi vô được mà. Đó. Đặt đây và ở đây. Yep. Ok, vậy là được rồi. Đó, giờ mình sẽ kiểu như đi nấu một ít cái tàu bè lên nha. Ok, mình không biết còn nhiều không ta? Mình có mười mấy cái hả? Chắc mình phải farm tầm 1-2 stack các bạn. Để làm cái block vậy. Ok, giờ farm thôi. Ok, mình đã farm được một mớ cái tàu bè rồi. Giờ thì vô cái chỗ nấu đồ tự động mình để nấu lên thôi. Được như ta?
1 2 3 4 5. 5 stack chứ hai cái bình thường các bạn. Đấy, ok, mình sẽ nấu lên. Phải chia ra nữa. 1 2. Rồi. Cho vào đây. 1 2 3. Rồi nấu đi. À, hình như mình hết nhiên liệu thì phải. À đúng rồi, mình hết nhiên liệu rồi. Hay gì nó không chạy các bạn. Ở bên đây còn này, vậy là bên chỉ có bên đây hết nhiên liệu thôi. Thì mình sẽ cho vô đây. À, mình cho lộn rương. Thảo nào. Cho trên mới đúng nha các bạn. Rồi, cho nhiên liệu vô. Đấy. Cho đi. Rồi, giờ thì đợi thôi các bạn. Đó, nó được cái này này rồi mình sẽ grab cái block gì ấy. Mình không nhớ nữa. Đây 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 đây, tạo bè khô nữa các bạn. Đó. Để mình trang trí thêm ấy. Giờ mình sẽ còn làm một cái xô nữa để bắt mấy con cá cũng như là gì ta? Cắt mấy cái tảo bẻ ấy, ổ cỏ biển chứ. Đấy, để trang trí vô cái hồ mini nãy mình làm ấy. Đó, kéo thì mình để trong cái rương này mình có 2 3 cây kéo luôn. Kéo đâu ta? Đây 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 đây. Rồi, đi cắt thôi. Nãy mình gặp nhiều cá lắm mà ta. Sao giờ cần lại không gặp con nào? Đây 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 đây. Mà cá này không đẹp cho lắm nha. Kệ sao đâu, miễn có cá cho mấy em gấu vui là được rồi. Rồi, đi xuống. Được thành tổ chiến thuật gì cả? Chiến thuật câu cá các bạn. Ha. Hay đấy. Rồi, giờ thì đặt vô thôi. Hình như trong gương mình còn một ít cái san hô thì phải. Nếu mình nhớ không lầm ấy, là còn san hô các bạn. Rồi giờ mình sẽ thả cá vô. Đó, đặt cỏ vô này. Đấy. Vậy. Rồi. Ờ, tao bẻ không biết đặt trên đó được không nhờ. Để mình thử mình đặt tao bẻ vô thử nha. Đấy, hy vọng là được. Tao bẻ đây, một cái thôi. Nếu được mình sẽ đặt nhiều hơn ấy. Có cá heo kìa, có các bạn kêu mình bắt cá heo nhưng mà mình không biết cách nào để bắt các bạn. Cá heo mình muốn bắt lắm ấy nhưng mà mình không biết cách để bắt thôi. Tao bẻ. Đặt được ngay. Giờ mình lấy thêm coi còn san hô nha, để mình lấy san hô ấy. Rồi búp tới đi. Mình lại dặn cái heo như bơi nhanh lắm các bạn. Đó. Rồi. Kiểu như mình không có cái đôi dài các bạn. Để vô mình lấy cái đôi dài đi bơi của mình cái đã. Mình có làm đôi dài chạy nhanh lắm. Ủa bơi nhanh lắm. Đó. Rồi. Tà bè này ăn được không? À không. Tà bè khô cái khối này không ăn được nha các bạn. Đấy nó chỉ trang trí thôi. Như vẫn đổi ra được cái tà bè bình thường nha. Rồi giờ mình sẽ sao ta? Lấy cái san hô đúng rồi. San hô. Đây đây đây, mình lấy một cái mà ít thôi. Thấy mình thấy cái nào đẹp thì mình lấy thôi. Đấy, lấy ba này đi. Rồi, đem ra ngoài đặt vô. Vậy là xong rồi đấy. Giờ thì lấy một ít cái gì ta? Cái tàu bè khô này để trang trí. Vậy là xong rồi. Rồi, giờ mình sẽ đặt một ít cái san hô vô này. Để cho có màu mè cái kiểu. Cái san hô này đặt trên cái block san hô mới được cái mà. Thì ra không sao đâu, giờ mình sẽ đặt ít cái này nè. Để trang trí thôi. Gì kỳ quá. Để mình né qua chỗ cái góc khác ra. Đấy, đặt trong đây đi. Trong đây khá là trống này. Búp. Ok, mình đã trang trí xong chỗ này rồi. Nó tạm thời gì nha các bạn. Ở đây mình làm một ít cái kiểu như cái núi nhỏ mini các bạn. Đấy. Đây. Ở đây còn một cái nữa này. Mà không, để gì thì nó lắp cái gói băng xanh này. Vậy. Đó. Hợp lý chưa? Và đây. Xong. Vậy là xong chỗ này các bạn. Đèn biển thì mình có một hai cái thì phải, mình sẽ đặt ở đây để cho mấy em có cái phát sáng nha. Đặt ngay đây đi. Đó, sáng cũng khá khá thôi, không có nhiều đâu, tại vì nếu đặt đốt cái băng này nó sẽ tan cơ mà. Ok, giờ mình sẽ bắt thêm một con cá nữa, mà uống thuốc trước cái đã. Tí mình sẽ tìm coi có con phantom không nha, nãy giờ mình thức được 4 đêm rồi đấy. Rồi, giờ tìm một em cá nữa thôi. Xô nước mình có này. Mình đêm spawn quá trời quá nhưng mà không thấy con phantom nữa hết. Mày. Hey. Để mình tìm coi dưới sông mình còn cá không nha. Bữa hổm mình gặp cũng một hai con cá dưới sông mình đấy. Thôi cần thì chả thấy đâu à. Thôi kệ đi, không sao đâu. Giờ thì Enderman. Lâu lắm mới gặp anh rồi. Ngay gặp anh với ok, mình thấy rồi.
My God, kìa trời, nó trên trời các bạn. Đó, mấy con đó đó, phải không ta? Ừ đúng rồi chứ gì nữa. Này, này. Đó, đúng rồi các bạn. Đây. Đây là trận chiến giữa Lập Sutoki và những con Phantom. À, trận chiến đầu tiên các bạn. Rồi, mày hả mày? Ơ, đâu rồi? Ơ. Nó despawn à? What the? Hả, nãy mình mới gặp mà ta. Ô nó mất tiêu cái mà. Mình mới nói trận chiến giữa Lộc và Phantom rồi nó chạy mất tiêu rồi. What the hell? Ok, để mình thử đi xung quanh coi coi nó còn spawn ra nữa không các bạn. Mày hả mày? Ồ, xem em đánh anh bay trong kia là xong mấy anh dân làng. Ồ. Rồi. Ồ, nãy mình mới gặp nó luôn á. Chưa, để mình thử đi qua cái khu đồng bằng coi. Kiểu như khu biển hình như nó không chịu hay sao các bạn. Để mình ra khu đồng bằng thử xem nha. Rồi. Kỳ nha. Mình chưa hiểu cho lắm. Tại sao nó lại despawn ta? Để mình quay về này. Zombie spawn trên nóc nhà luôn. Đêm nay có vẻ không ra rồi. Nhiều cái bơ thế. What the hell? Enderman các kiểu này. Nó né, nó né. Mày. Bé sói muốn quánh tiếp nhưng mà đánh phục các bạn. Có vẻ hôm nay nó không spawn rồi. Để mình điền tí nữa coi. Để biết đâu lại spawn ra các bạn. Ok, mình đã trở về nhà rồi đây. Và đây chính là mình. Ui. What the hell? Mày hả? Cắn, cắn bé sói. Cắn, cắn nó. Cắn nó. Hai bé sói ra xong kiếp phong bích luôn bạn. Rồi giờ mình sẽ đi vô đây. Mới có chưa được 5 phút nữa mà mình mấy mình bấy hết rồi. Rồi giờ ui à không, tưởng đâu nó chui vô được chứ, vì là hôm nay nó không spawn ra các bạn. Này này, ok giờ mình sẽ vô cắt đồ cái đã, mình không ngủ đâu để hôm sau biết đâu nó lại spawn ra nữa các bạn. Ok, hẹn lại các bạn khi mình cắt đồ xong nha. Ok, như vậy trong thời gian 2 tập Lập sẽ xây mấy cái khung nhà chỗ mấy anh dân làng này, đấy, xây cặp mé cái biển này thôi các mà. Để tập sau ấy Lập cùng các bạn xây một nguyên một ngôi làng cho mấy anh dân làng này này, đấy, rất là nhiều luôn. Mà tạm thời chỉ cho mấy anh đứng trong cái chỗ này thì hơi chật đó các bạn. Đấy, còn chỗ farm dân làng mình sẽ dời chỗ khác, đấy, để nó không hoạt động nữa, để hoạt động quá trời nó hơi lag các bạn. Đó, và ở tập này thì Lộc đã bắt mấy em gấu về và xây cho em mấy em cái chỗ bên đó đó các bạn. Cũng khá ok. Và cảm ơn tất cả bạn đã xem tập này của Lộc nha. Đừng quên comment đóng góp ý kiến về những gì mình cần xây ở thời gian sắp tới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả bạn tập tiếp theo. Bye bye.